quốc có quốc pháp, cung có cung quy. Chưa được Hiền Phi cho phép, e là khó chịu theo ý của Tống Dương Phi. Ta có nghe lầm không? Bổn cung thân là chính thất của đích trưởng nam Tống Dương, lễ phục thái tử phi trước sau cũng khoác lên người của bổn cung thôi. Ngày nào chưa quyết định ứng viên thái tử, bất cứ ai muốn xem lễ phục ngoại trừ thánh thượng đều phải tấu thỉnh Hiền Phi. Bổn cung chỉ muốn được xem trước, đối với bà mà nói chỉ là tiện tay giúp đỡ. Bây giờ ta đã lên tiếng rồi, bà cứ tạo sự thuận tiện hoàn thành tâm nguyện của bổn cung đi. Quỳnh Hương trải qua 7 triều chỉ biết tuân thủ phép tắc, không dám tùy tiện làm càn. Chương Quỳnh Hương, bà đừng quên, mai này bổn cung làm thái tử phi, thượng cung cục không do Hiền Phi quản lý nữa, sẽ do bổn cung quản lý. Hưởng lộc của vua, phải lo cho vua, trung thành với vua. Mai này Tống Dương Phi đăng lên ngôi báo, Quỳnh Hương ắt nghe theo lệnh. Cái tát này bổn cung tát bà trước. Ngoan cố cứng đầu, không biết thức thời. Ngày ta trở thành chủ nhân của hậu cung, phải làm cho những tiện tỳ như bà thức tỉnh. Sao hả? Không phục à? Quỳnh Hương xin nghe chỉ dạy. Đợi khi bổn cung làm thái tử phi, bà phải chịu đày dài dài. Thái tử phi có thể làm mới tính đi. Lúc đó Chương Thượng Cung giận đến đỏ mặt tía tai. Ánh mắt của bà ta thật sự muốn giết Tống Dương Phi cho hả dạ. Cho dù Chương Thượng Cung nói vậy cũng không đủ để chứng minh là bà ta giết hại Tống Dương Phi. Bình thường Chương Thượng Cung kêu Tư Nguyên hầu hạ đến khi bà ta vào giấc mới cho Tư Nguyên nghỉ ngơi. Nhưng hôm đó sau khi bị Tống Dương Phi tát một cái, trời vừa tối liền kêu Tư Nguyên đi. Nếu không phải căm hận trong lòng hay là có ý đồ khác, lý nào lại đuổi khéo Tư Nguyên đi sớm? Trên dưới thượng cung cục, người có thời gian gạch động cơ giết hại Tống Dương Phi chỉ có một mình Chương Thượng Cung. Xin Hiền Phi minh giám trả lại trong sạch cho Tư Nguyên.